Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, một doanh nghiệp hội viên đang xúc tiến đưa vải thiều loại 1 sang Thái Lan để chuẩn bị cho tuần lễ vải thiều Việt Nam tại hệ thống bán lẻ Central Group của Thái Lan, bắt đầu từ ngày 23 tháng 6. Vừa qua, một số doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đã khảo sát thị trường Thái Lan và nhận thấy cơ hội thị trường rất lớn. Dù trái cây Việt Nam đã được bán tại Thái Lan nhưng đa số đi phân khúc thị trường giá rẻ nên chất lượng thấp, công nghệ bảo quản không tốt nên hàng bày bán kém tươi ngon. Mặc dù Thái Lan cũng có quả vải nhưng hiện không phải thời điểm thu hoạch nên vải Thiều Việt Nam có nhiều cơ hội. Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét. Theo Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương, nhu cầu nhập khẩu các loại trái cây, rau củ tươi của Thái Lan là rất lớn với kim ngạch nhập khẩu đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong khi đó Việt Nam có nhiều sản phẩm thế mạnh mà Thái Lan không cạnh tranh được, ví dụ như vải và thanh long. Năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu 157,1 triệu đô la Mỹ rau quả sang Thái Lan, nhưng năm 2021 giá trị giảm còn 147,3 triệu đô la Mỹ do ảnh hưởng của Covid-19. Covid-19 đang được kiểm soát và cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trái cây nói riêng và nông sản sang thị trường tiềm năng này. Khác với các năm trước, năm nay sản lượng vải thiều sớm tăng cao, giá bán cũng cao hơn so với mọi năm, giao động từ 18 tới 36.000 đồng một kg, thậm chí có lúc lên tới 180.000 đồng một kg, giúp người trồng vải có một mùa vải bội thu. Tại thủ phủ vải thiều Thanh Hà, Hải Dương, với hơn 1.000 hecta vải cho thu hoạch sớm, sản lượng đạt 29.000 tấn và giá bán cao, ổn định. Vụ vải thiều sớm năm nay ở Thanh Hà được đánh giá là thắng lợi nhất trong 10 năm qua. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Thanh Hà, thì hiện nay toàn bộ diện tích vải thiều sớm hơn 1.000 hecta ở Thanh Hà đã được áp dụng quy định Việt Gáp vào sản xuất. Nhiều diện tích vải đảm bảo tốt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản. Chính vì vậy, vải thiều Thanh Hà luôn được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao với chất lượng. Năm nay, sản lượng vải sớm đã đạt 29.000 tấn, cao hơn năm 2021 khoảng 4.000 tấn. Giá vải sớm cũng được bán ở mức cao và giữ ổn định. Cụ thể, trà vải sớm nhất cho thu hoạch đầu tiên có lúc đã lên tới gần 200.000 đồng 1 kg. Sau đó, trà vải này thì bán với giá ổn định là 80.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, giá vải u hồng, u gai, tàu lai đều ở mức từ 35.000 tới 45.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 20.000 đồng 1 kg so với năm 2021. Sản lượng cao, giá bán cao nên nhiều gia đình trồng vải ở Thanh Hà thắng lớn trong vụ vải sớm này có nhiều gia đình hiện đã thu hoạch được hơn chục tấn vải, thu từ 300 tới 500 triệu đồng. Mùa vải năm nay, dự kiến huyện Thanh Hà sẽ có khoảng 29.000 tấn vải, ước đạt doanh thu từ vải sớm khoảng 1.000 tỷ đồng, cao hơn năm trước khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, khoảng 50% sản lượng vải sớm xuất khẩu thuận lợi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Trung Quốc. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Hà cũng cho biết, Hiện nay, vải thiều chính vụ của huyện bắt đầu cho thu hoạch có giá bán từ 40 tới 45 000 đồng một kg, cao hơn năm ngoái 20 000 đồng một kg. Năm nay, sản lượng vải thiều thanh hà chính vụ ước đạt khoảng 13 000 tấn. Hiện nhiều doanh nghiệp thương lái đã đến đặt mua vải. Còn ở Bắc Giang, nhiều chủ vườn vải ở Bắc Giang cũng cho biết vải đầu mùa năm nay chất lượng tốt, không bị sâu đầu, giá bán có lúc tăng gấp đôi mọi năm. Nguyên nhân do lượng vải năm nay chín muộn hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ vải tăng lên.